Em Việt chào quý vị và các bạn thân mến nha. Ở đây em Việt mới về một cặp tân nuôi đồng trục quý vị và các bạn. Rồi cái cặp vỏ lưới mắt vỏ mắt cáo này bán cho quý vị và các bạn giá 2,5 triệu ha. Rồi mấy cái phần tần linh tinh lăn tăn. Thì chi tiết mua hàng quý vị và các bạn liên hệ với số điện thoại 0963 721 519. Mỗi khi quý vị và các bạn gọi không được thì nhắn tin, quý vị sẽ trả lời sau ha. Thì phương thức mua hàng thì bạn nào chuyển khoản trước bán trước, không ship trả tiền sau, không chờ không đợi, tin thì mua, không tin thì xem chơi cho vui. Rồi. Thì để việc cắt cái cặp tân nôi này ra nha. Thì đối với cái dòng mà tân nôi đó quý vị và các bạn thì chất âm thì khỏi khỏi phải bàn, khỏi phải nói nhiều, nó quá nổi tiếng rồi. Rồi quan trọng là nó có hợp với cái gu của mình hay không, nó hợp với cái túi tiền của mình hay không thôi. Chứ có nhiều bạn hỏi tanh nôi hay hay không, đó là được cả thế giới họ thừa nhận rồi quý vị và các bạn. Mình không có nói hay hay không được nữa, nhưng quan trọng là hợp gu thì được. Hàng quê cái mấy cái dòng này giờ giá cũng được lắm quý vị các bạn, không như hồi xưa. Hồi đó thì giá cao ngất ngưỡng mà bây giờ giá tốt đó quý vị các bạn. Để việc quay chi tiết rồi cận cảnh là báo giá luôn nha. Dạ. Bụi thôi, lau bụi. Khăn ướt nó lau cái nó bị ướt quý vị và các bạn. Khăn bị ướt ha. Lau sơ sơ. Đẹp lắm quý vị. Mấy cái trắng trắng này nè là cái bằng keo của tụ Nhật á, nó dán thường là nó dán để bảo vệ vậy đó quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn biết là bên Nhật á, họ xài tanh nôi dữ lắm, thường công Nhật về là tanh nôi đó. Đây góc cạnh là để việc lấy nét cho quý vị và các bạn xem. Hàng của mình không có xì ba tút tán nha, về sao bán vậy nha. Nhưng mà mấy những cặp mà đắt tiền này á, thì nó phải gọi là vuông thành sắc cạnh đó, cũng phải là 90% chứ không phải là mẻ tét bét tà lè rồi bán được đâu quý vị của bạn. Mấy cái này nè đó, giờ góc cạnh ở dưới nè, nói chung là em Việt thì cũng phải lựa lắm chứ không phải là thấy là cứ búp về mà bán. Thì cái tanh nôi này á, cái cũ của nó là cũ 3828 Berkeley 3828 nha. Thì ở đây là cái gắt câu dây nè, thì mình có thể là gắn gắt bắp chuối hay là gì đó thì tùy. Made in UK ở quý vị của bạn, cũ 3828 rồi. Thì nói phía sau là ngon lành đẹp ha. Rồi thùng màu trùng màu. Đó. Này là chắc chưa? Bụi bụi nha quý vị và các bạn. Đó. Độ đẹp bụi thôi. Quý vị và các bạn. Quá đẹp luôn. Thì em Việt cũng đang xài một cặp như thế này, nhưng mà lúc trước em Việt mua mắc lắm, nhưng mà cái đợt này á, không là mình hàng về á, mình thấy là giá tốt quá, mình lụm được thêm một cặp nữa về chia sẻ đó quý vị và các bạn. Ở phía trước thì nhìn từ xa nó như thế này quý vị và các bạn, phải nói là đẹp len ken xà beng luôn. Hàng mà mình không tút tát này nọ là như vậy là nó đã quá ok rồi quý vị và các bạn.
lưới rồi không có lủng gì hết ha. Đó. Góc cạnh thẳng băng. Thì mấy cái này phải lựa quý vị và các bạn. Sự thật cái giá trị của nó thì tới mấy chục triệu, 40-50 triệu thì mình phải lựa chứ. Rồi. Không thì mình không lựa thì mình cũng tự lấy đá đập vào chân mình thôi, chứ không phải là đơn giản đâu. Rồi để việc đặt, mở cái lưới ra cái ha. Tại vì người ta cầm điện thoại người ta mở lưới không được quý vị và các bạn. Rồi, khi mở e-căng ra thì lo như thế này quý vị và các bạn. Thì lo đồng trục nó sở hữu một bát 40. Cái này là ta nôi kiền vuông ha. Thì nhìn từ xa nó như thế này để việc quay sát. Ở phía trước này thì mình chưa có lau bụi dọn dẹp gì hết á, cho nên là quý vị nhìn thấy cũng bụi từ lưa dưa chân nè. Hai cái volume đó là để chế mình chỉnh sau đó, nói chung là mình nghe vừa ý thôi, cái chứ không phải là phải chỉnh hướng nào ha. Hai cái này nè, nãy việc đã test rồi, hát ok hết nha quý vị và các bạn. Đó. Tem cái lò chép trắng tươi nó nằm ở bên trong đó, quý vị không bạn. Cái này là cái mũi lo, cái mũi này là mũi vải lỗ cũng bự lắm, tại vì nó cái lỗ bự như nè nó mới thoát cái tiếng chép ở bên trong, cái chép cồi nằm bên trong gân mềm nhũn. Đặc biệt là mấy cặp này tiếng đánh mềm ghê lắm quý vị và các bạn. Đó. Tiếng đánh cực kỳ mềm luôn ha. Gân này là ở bên kia về nó vậy luôn. Và mình thấy là gân còn rất là ok, đánh biết chừng nào mà hư. Quý vị và các bạn. Đó. Màn giấy thẳng băng ha, màn giấy thẳng, thẳng hết luôn tất cả. Quý vị và các bạn. Đó, mình bao zin. Zin từ con này phân tầng vân 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 các thứ, thùng này nọ vân, zin hết. Không có đụng chạm xì ba tút tát gì hết. Và gân này là bên bên bản về vậy luôn. Mà mình coi rồi cái gân này thì nếu như mà xài chắc 10 năm 20 năm nữa. Ha. Còn cái gân nào mà nó nhũng, nó mềm nhũng luôn rồi đó. Là nó cái màu khác, tức là cái độ phân hủy của nó là nó sẽ thành màu khác ha. Còn cái này là chưa có phân hủy, này nó còn xanh dữ lắm. Cặp này thì đa số là anh em hay ghép với Acophay, nhưng mà mình thấy Tano ghép với Acophay, mình nói thật luôn, mình đang có con Acophay 303X cũng ghép với một cặp y chang vậy nè, không hay. Theo mình đánh giá không hay. Mình thích ghép với đèn hoặc là ghép với những âm ly bán dẫn thường thường thôi, như Lutman thôi, cực kỳ hay luôn. Đó, mua con Acophay 303X mình ghép vô là Acophay 303X rồi đó là ba gần 40 triệu về mình ghép vô không hay với vị các bạn. Mình mua cái con Lutman hồi đó, cặp này mình đánh cái con Lutman 68A, nó chỉ có thời điểm đó mười mấy triệu, nhưng mà không biết giờ nó bao nhiêu, chắc giờ nó tầm khoảng 22-23 triệu gì đó. Tiếng cực kỳ hay luôn. Hoặc là đánh với những cái dòng Lutman mà có hai đèn vua hay lắm, hay là đèn đối với vị của các bạn. Dòng và đặc biệt á, là theo mình thấy á, là anh em hay đồn thổi là nói là tanh nôi phải ghép với Acophay nó mới hay. Sự thật không phải vậy, không phải vậy đâu quý vị và các bạn. Nó còn nhiều âm ly khác ghép hay lắm, nhưng mà có hợp gu của mình hay không thôi, chứ không nhất thiết là tanh nôi phải ghép Acophay. Tại vì sao? Tại vì cái tanh nôi này á, là nó là dòng lo cao cấp, dòng lo chi tiết, dòng lo đồng trục. Thì quý vị và bạn biết cái đồng trục lúc nào cũng vậy, âm thanh nó rất là chi tiết và độ nhạy nó rất là cao, thì nó rất là dễ ghép âm ly, chứ không có thể nào mà khó được cho quý vị và các bạn. Đó. Rồi cái cặp này hiện tại thì việc về được cái giá rất là tốt. Việc chia sẻ cho quý vị và các bạn á, là cái cặp này giá đúng 41 triệu đồng, tức là mình mua 40 triệu thì chi phí mình vận chuyển đồ này nọ về tới đây là 40 triệu, thì mình bán 41 là mình lời 1 triệu đồng quý vị và các bạn. 1 triệu đồng và sau đó thì 1 triệu đó mình chi phí của mình á, là còn là mua là hết 400 ngàn tiền thùng xốp ha, tiền thùng xốp để đóng đi cho quý vị và các bạn. Cái này tốn hết 400 ngàn tiền thùng xốp rồi đó, thì coi như là rồi kêu xe lôi kéo đi nữa đó, kéo đi ra ngoài để gửi nữa này nọ nữa, thì coi như là 100 ngàn nữa, coi như mình bán 41 triệu là mình lời chỉ có 500 ngàn thôi. Thì mong quý vị và các bạn xem xét giá cả và cũng như là xem xét cái tình hình lo
đó, mà mình đừng có trả giá nha. Đó. Còn mà anh em nào mà bán rẻ hơn thì quý vị bạn cũng có thể tham khảo chỗ đó mình mua. Đó. Nhưng mà việc thấy cặp này như vậy là giá nó tốt lắm rồi, tại vì cái 4 5 năm trước việc xài một cặp đó, việc mua cái thời điểm đó là nó trên 50 triệu quý vị bỏ bạn. Mà sau này thì giá cả nó có tốt hơn, mình thấy tốt. Đối với cặp đồng trục tanh nôi danh tiếng vậy mà 41 triệu thì chơi thôi, chứ tội tình gì mà không chơi mà đi mua mấy con GBL 100 Centogi ba mấy 40 triệu đó, quý vị các bạn. Rồi tiếp tục ở đây thì việc có mấy cái đồ linh tinh chia sẻ đó quý vị và các bạn đây. Em việc lấy cái thước đầu tiên thì việc chia sẻ đó quý vị và các bạn một cái bộ phân tầng của Bioneer. Bộ này là 3 đường tiến, nó sử dụng cho một bát 30, một chung, một chép, dây có đầu cắm đầy đủ ha. Đó, có volume để tăng tiếng chép nè. Đó, này gỡ thùng ra ha. Có volume để tăng tiếng chép. Thì cái này á, bạn nào á mà không xài cho low bass á thì mình có thể cắt cái dây low bass ra bỏ, mình lấy cái bộ này mình xài cho chung chép. Rất là ngon luôn. Ví dụ bạn nào mà chợ lời chung chép mà chưa có phân tầng á thì mình xài cái này, khỏi đi mua tụ gắn vô. Đó, mua tụ tụ xịn giờ á cũng là mất là một con mấy trăm ngàn rồi, còn mà tụ điểu thì con mấy chục ngàn thì ra gì đâu. Đó. Cái bộ phân tầng này nè, zin hát tốt, 3 đường tiến, một bát 30, một chung, một chép. Bạn nào mà đang xài không cần xài bát thì mình cắt cái đường bát bỏ, mình lấy đường chung và đường chép xài thôi, dây chạc đầy đủ. Việc bán cho quý vị và các bạn cái này 1,2 triệu thôi. Đó. 1,2 triệu này là quá rẻ luôn quý vị và các bạn. 1,2 triệu mà quý vị và các bạn nếu mà bạn nào á mà đang cần đang xài cái chép cồi hay gì đó, lấy cái này về 1,2 triệu, có volume tăng lớn nhỏ luôn, sướng à, quý vị và các bạn. Đó. Còn mua tụ thì không ra gì đâu, mình nói thiệt luôn á. Rồi ở đây là việc có một bộ phân tầng này mình bán xả lỗ luôn. Cái bộ này là bộ của Bioneer 7 7 gì đây, CSA 700. CSA 700 thì cái dòng này mắc mắc võng á. Cái dòng này á nha là cái thùng nó không là gần 20 triệu đó, chứ không có ít đâu. Nó có 2 volume để tối ưu dễ chung về dễ chép, bao zin bao hát tốt, đầu cắm gắt đầy đủ, dây nhợ đầy đủ luôn. Cái bộ này là một bát 30, một chung, một chép ha. Cái bộ này là mình bán lỗ luôn, mình bán cho quý vị và các bạn á là 1,800,000 đồng, 1,800,000 đồng nha quý vị và các bạn. Cái bộ này á mình nhập là lúc trước mình mua cái bộ này tới 2 triệu đồng rồi, tại vì nó nằm trong thùng mắc tiền đó. Và quý vị và các bạn á, thấy là 4 cái volume này á đó, đó à, là thấy mệt rồi. Nó có chỗ bắt luôn cho quý vị và các bạn nè, thấy không, nó lớn bằng hai một con tay. Rồi cái bộ này 1,8 triệu nha. Rồi cặp loa LV monitor nè, bạn nào mà cần trợ lời karaoke thì bụp cặp này về. Cặp này là một bát, nó một bát 14 gân cao su mũi to con to chép đơm này, đợi bộ cái này treo lên được đây, hàng bãi InnoWatt-A, công suất maximum tới 160W lần mặc sức mà chơi ha. Rồi cái dòng này là dòng monitor. Monitor thì quý vị và các bạn biết rồi, âm thanh nó hay rồi. LV là dòng của Elite đó. Cái dòng này á là nó có cái loại mà nhập khẩu á, là cái thùng màu đen á, là cái loại nhập khẩu á, thì anh em bán nó cũng đã 5 6 triệu rồi một cặp rồi. Mà nhập khẩu là Inchina nha, chứ không phải là InnoWatt-A như thế này. Đây này là InnoWatt-A. Nó dòng nhập khẩu thì nó China. Đó. Rồi, cái này là bãi. Do cái thùng này là màu trắng, cho nên là nó với cái lưới màu trắng nè thì nó chày đồ đó. Mình dễ thấy cái này phun nhẹ cái sơn xám lên là hết đó. Bán cho quý vị và các bạn nhanh gọn lẹ luôn, nhanh gọn luôn, 2,4 triệu. 2,4 triệu mà sở hữu cặp này thì thôi còn đòi hỏi gì nữa quý vị và các bạn đó. Rồi tiếp tục là một cái vỏ thùng của Bioneer về quý vị và các bạn nghiên cứu độ chế nha. Vỏ này chiều sâu nè, sâu là 31, ngang 37, sâu 31, ngang 37, cao 65. Rồi thì để việc
quay kỹ hơn cho quý vị và các bạn xem. Đó, rồi chiếc bên đây. Lưới mắc võng, mắc cáo, mắc gì nè. Lưới là không không gãy, không gách nha. Rồi, ở phía sau. Ở phía sau, rồi. Rồi để mình lội chiếc bên đây ra rồi mình đo cái lỗ lo, cái lỗ mà để bắt lo cho quý vị và các bạn xem luôn. Rồi, chiếc bên đây ra. Cái này là bụi thôi nha, chứ không phải bị gì hết nè. Rồi. Lo ra. Ngon, vỏ này ngon lắm. Giá bao bao ngon luôn. Vì các bạn cặp lưới này không kiếm đâu có. Cặp lưới này là kiếm không có rồi đó. Nè, rồi giật cái lưới ra nè. Rồi, giật cái lưới ra thì cái lỗ này á là dưới này là lỗ thông hơi. Lỗ thông hơi ha, còn cái lỗ trên này là bắt bát 30, 30 31. 30 31 ha. Bắt ở trong ga cũng bắt ở trong ga cũng được, bắt ngoài vô cũng được thì tùy vào cái sở thích của người chơi. Đó, còn cái lỗ này nè. Cái lỗ này là cái lỗ chép, cái lỗ này thì để việc lấy cái thước việc đo. Thì quý vị và các bạn có thể phép rộng hơn hay là nhỏ hơn thì tùy vào cái độ chế của mình. Hay lấy thùng này độ chế cho mấy cái lo đồng trục bách 30 hay toàn giải bách 30 cũng ngon luôn. Đó, giờ cái lỗ chung này lọt lòng là 13 nè, cái lỗ lo chung lọt lòng 13. Còn cái lỗ lo chép này thì lọt lòng là 5,5. Đó. Rồi, cái cặp vỏ thùng gỗ lạng về xài liền luôn. Nếu bạn nào muốn xì ba thuốc tát thì xì ba, còn không thì về xài liền. Mình bán 2,5 triệu cái cặp vỏ, không bao ship nha. Cặp vỏ này 2,5 triệu là ngon. Đóng là không, bạn nào mà đi đóng mà 2,5 triệu mà có cặp vỏ này sao mình cũng chịu chứ. Mà làm mẫu y chang gì được, nhưng cái lưới này nè, nhớ nhớ là cái lưới này muôn đời không bao giờ mình làm được luôn. Làm được nhưng mà không giống ai đâu. Rồi, vậy xin kết thúc video tại đây nha quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.